Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin nghệ sĩ nhân dân Trung Anh thay cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hoàn thiện vai diễn ở Trở Về Giữa Yêu Thương. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua đời khiến nhiều khán giả lo ngại cho số phận của bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương, tác phẩm truyền hình còn dang dở. Nhà sản xuất đã đưa ra thông báo chính thức rằng ở phần 2 của phim, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh sẽ thay vai ông Phương, thay thế cho cố nghệ sĩ. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ra đi, đột ngột để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Vai ông Phương, Trở Về Giữa Yêu Thương cũng là vai diễn cuối cùng của người nghệ sĩ gạo cội trên màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với vai ông Phương trong phim Trở Về Giữa Yêu Thương. Ngoài tiếc thương, đau xót, nhiều khán giả lo ngại cho số phận của tác phẩm truyền hình còn dang dở của cố nghệ sĩ. Mới đây, nhà sản xuất đã đưa ra thông báo chính thức về vai diễn ông Phương ở phần 2 của phim. Phần 1 của phim Trở Về Giữa Yêu Thương sẽ kết thúc ở tập 37. Tập phim này sẽ phát sóng vào ngày 22 tháng 2 tới. Ở phần 2 của phim, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh sẽ vào vai ông Phương thay thế cho nghệ sĩ Hoàng Dũng. Ở phần 2 của phim, câu chuyện sẽ được tập trung nhiều hơn vào cặp đôi vợ chồng trẻ Toàn và Yến do vai anh Tuấn và Việt Hoa đảm nhận. Vai ông bố, ông Phương sẽ trầm tĩnh, sống gần gũi và tình cảm hơn với các con. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cũng là sự lựa chọn phù hợp cho nhân vật ông Phương ở giai đoạn này. Việc thay đổi diễn viên cũng đã được ekip sản xuất xin phép nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ở thời điểm khi sức khỏe ông không đảm bảo để tiếp tục đóng phần 2 của phim. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cho biết, phần 2 của bộ phim Trở Về Giữa Yêu Thương với việc tôi tiếp nối vai ông Phương mà anh Dũng đã đảm nhận được quay cách đây khá lâu, tức là khi anh Dũng ốm nặng, bên ekip sản xuất phim có đặt vấn đề mời tôi thế vai. Với tôi, việc này không có gì lớn lao cả và cũng không áp lực gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn người của ekip vào bệnh viện. Khi đó, anh Hoàng Dũng đang điều trị ở bệnh viện Việt Đức để nói chuyện trước với anh ấy. Theo nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, với anh, vai diễn nào cũng có những áp lực nhất định, nhất là với vai ông Phương, vai mà người anh lớn Hoàng Dũng của mình đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, thì việc anh tiếp nối vai diễn này sẽ có nhiều áp lực hơn. Nhưng lần này, anh không gắn áp lực lên vai diễn của mình mà chỉ muốn làm cho thật tốt khi tiếp nối vai diễn của người anh thân thiết. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh sẽ thay nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hoàn thiện vai diễn. Thời điểm đó, bên ekip sản xuất họ cũng nói, nếu tôi không tham gia thì rất có thể họ chỉ dựng phim đến hết phần 1 thôi. Tôi cũng không muốn phim dở dang như thế. Hơn cả là tôi thấy việc tiếp nối vai của anh mình là nên làm và làm cho thật tốt. Bên ekip sản xuất họ cũng nói, trước khi phát sóng phần này, họ sẽ phát thông cáo báo chí để thông tin rộng rãi tới khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cho biết thêm, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh và nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng luôn coi nhau là anh em thân thiết, ngay cả trong cuộc sống hay sự nghiệp. Hai nghệ sĩ gạo cội từng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả khi đóng cùng nhau trong phim Người Phán Xử và đã trở thành hai ông bố quốc dân trong bộ phim Trở Về Đi Con. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.